Bạn có biết gừng có chức năng bảo vệ lăng không? Vậy thì trong video ngày hôm nay chúng ta sẽ đi tìm hiểu gừng bảo vệ lăng như thế nào nhé. Gừng bảo vệ lăng miệng. Sức mạnh kháng khuẩn của gừng giúp bảo vệ lăng miệng luôn khỏe mạnh. Các hợp chất hoạt tính trong gừng được gọi là gingerol ngăn vi khuẩn miệng phát triển. Những vi khuẩn này chính là những vi khuẩn có thể gây ra bệnh nha chu, nhiễm trùng níu răng nghiêm trọng. Và để bảo vệ lăng miệng thì mỗi ngày chúng ta nên súc miệng bằng nước gừng và một chút muối thì nó sẽ bảo vệ lăng miệng rất tốt nha các bạn. Trên đây là cách bảo vệ lăng miệng bằng gừng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video tiếp theo của mình nhé.